Theo bản đánh giá của các quốc gia sử dụng tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai, năng lực tiếng Anh trung bình tại Việt Nam tăng từ vị trí 60 trong tổng số 111 quốc gia vào năm ngoái lên vị trí 58 trong năm nay. Kết quả này dựa theo các bài kiểm tra chuẩn quốc tế từ hơn 2 triệu người trưởng thành. Tại châu Á, chỉ số năng lực tiếng Anh trung bình của nước ta trong năm cũng xếp ở hạng 7, cao hơn nhiều quốc gia trong khu vực như Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ. Tuy không phải khung đánh giá năng lực tiếng Anh chính xác 100%, bảng xếp hạng và các chỉ số vừa nêu phần nào cho thấy những thay đổi tích cực trong việc nâng cao ngoại ngữ của người Việt Nam trong những năm vừa qua. Đây là kết quả của nhiều yếu tố, trong đó chắc chắn có phần quan trọng từ kết quả dạy và học ngoại ngữ ở phổ thông. Vậy nên, việc bỏ thi bắt buộc môn tiếng Anh khiến cho nhiều người lo lắng là điều có thể hiểu được. Bởi một khi tiếng Anh không còn là môn thi bắt buộc, thì những học sinh không thích học môn này không có động lực để cố gắng. Tuy nhiên, nhìn sâu vào vấn đề, với 3 phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông, chúng ta chỉ có thể chọn một và không phương án nào có thể đáp ứng mọi yêu cầu đặt ra, không giải pháp nào chiêu lông hết được công chúng. Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến rộng rãi, cân nhắc kỹ lưỡng với sự thấu hiểu. Đây là vấn đề được cả xã hội quan tâm. Thi tốt nghiệp trung học phổ thông chỉ 2 môn bắt buộc, đáp ứng yêu cầu tổ chức kỳ thi gọn nhẹ, tiết kiệm chi phí và giảm áp lực cho thí sinh, gia đình và xã hội. Với chủ trương đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp, phân luồng trong giáo dục, học sinh phổ thông lựa chọn nghề nghiệp trên cơ sở phù hợp giữa năng lực, sở thích cá nhân với nhu cầu của thị trường lao động. Những em có định hướng vào đại học thì phải tập trung học tiếng Anh để thi theo tổ hợp xét tuyển, và trong thực tế nhiều em còn phải thi các chứng chỉ đòi hỏi khả năng tiếng Anh như IELTS để được ưu tiên trong xét tuyển. Những năm gần đây, học sinh nhận thức được rõ hơn về tầm quan trọng của việc học tiếng Anh khi các trường đại học đưa tiếng Anh vào tiêu chí xét duyệt đầu vào và đầu ra. Cơ hội làm việc tại các công ty lớn mở rộng cho nhân lực với năng lực tiếng Anh tốt, cơ hội đi du học và làm việc tại nước ngoài cũng mở rộng hơn. Ở góc độ khác, việc đưa tiếng Anh ra khỏi môn thi bắt buộc cũng có thể giúp phân luồng đào tạo tốt hơn. Không phải ngành nghề nào cũng cần trình độ tiếng Anh cao, nhất là ở các bậc dạy nghề trung cấp. Dư luận từng sục sôi vì những câu chuyện thừa thầy thiếu thợ hay học sinh Việt Nam giờ đây chỉ học ngoại ngữ, không coi trọng khoa học cơ bản. Trao quyền lựa chọn nhiều hơn cho học sinh cũng là cách hiệu quả để giúp các em lựa chọn định hướng học tập và nghề nghiệp trong tương lai.